Các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trước mắt các bạn đấy là hôm 60 các bạn. Đẹp mê luôn. Đấy, hàng 60. Rất là đẹp. Hàng tre già các bạn nhé. Này, đây còn hàng 48 này. Còn đây hàng 60. Chúng ta thấy nhé. Hàng rất chuẩn luôn. Này, phía trong là bằng tre và giang kết lại với nhau. Tre đỏ, đỏ lĩa luôn. Cái nào giống cái nào các bạn nhé. Hàng rất là chuẩn. Lươn được khoảng 1 cân để đổ lại các bạn nhé. Rất là đẹp. Chiêm ngưỡng này các bạn.